Xin chào các bạn đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp đua Java hiệu của Ý. Bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các bác xem. Và như các bác đang nhìn thấy trong khung hình, đây là chiếc xe đạp đua Java, một thương hiệu của Italy, Ý. Chiếc xe thì rất là bon các bác, được trang bị bánh sau là cái mayer của cái bánh sau là bi vòng, hay còn ở miền Nam gọi là bạc tản đấy. Bánh trước thì cũng là bi vòng, và ở cái chiếc xe này ấy, thì là có cái hay là bánh sau là nguyên bản đấy, còn bánh trước là chủ xe sưu tầm ở đâu được cái bánh của Mavic các bạn đấy. Bánh của Mavic rất là tốt đấy. Bác nào mà đạp xe nhiều thì đã biết là bánh của Mavic rất là tốt. Đấy, thì là bánh sau là đi vòng nguyên bản của xe, còn bánh trước là được chủ xe cũ trang bị thêm bánh Mavic. Thì cái này thì em mua như thế nào thì em bán như vậy, thì cả hai bánh đều rất là trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Đó. Về phần cấu tạo của xe, cấu hình của xe thì là đây, mayer như thế này là bạc đạn các bác nhé. Mayer nó không có cái nó có cái phần bao quanh là một miếng nhôm đấy, là mayer bạc đạn hay còn gọi là mayer bi vòng đấy. Đó, chạy vòng bi chứ không có chạy côn nổi. Nhiều bác rất thích vòng bi, nhưng mà em nên đính chính lại là nó cũng chỉ là một công nghệ thôi, chứ còn để mà nói so với cái độ bon thì nó 1.8 1.10 đấy, còn cái côn hồi thì 1.8. Nếu mà những cái vành xịn thì cái cơ côn hồi nó cũng không thua kém bi vòng là mấy đâu. Đấy, như đằng trước có bánh Mavic của Pháp này, hiệu này là hiệu của Pháp, hiệu bánh Mavic này, quay rất bon luôn. Về phần cấu hình của xe thì xe được trang bị một group Sora, cùi đè Sora 9 tốc độ, gạt đĩa là Sora, đùi đĩa là trục rỗng luôn. Đấy. Đùi đĩa trục rỗng. Lớp sơn của chiếc xe thì về tổng thể là màu xanh. Đấy, màu xanh tổng thể đây, nhìn rất là dịu mắt, khá là đẹp. Đấy, còn về xe qua sử dụng thì có một chỗ, ví dụ như những cái chỗ này này, nó hơi bị mất tí sơn, một tí xíu thôi thì không thể tránh khỏi. Còn về cơ bản là nước sơn là nguyên bản và đẹp. Thì em sẽ test chuyển động và đo size cho là các bác xem. Khung nhôm toàn bộ, tay lắc cũng Sora luôn. Dây quấn nó rất là kiểu cách trắng rồi đen, khá là đẹp. Bây giờ em sẽ đo size và test cái phần chuyển số cho các bác xem nhé. Con này chuyển số rất là mượt. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chuyển số. Bây giờ em sẽ lên lip. Đấy, các bác có thể nhìn là lip em lắp tay lên là nhảy rất là nhẹ nhàng xuống này. Xuống rất là đều đặn và nhẹ nhàng, êm mà. Bây giờ xuống đĩa này. Đấy, xuống đĩa này, lên đĩa này, rất là nhẹ nhàng, lên đĩa này, bấm phát nào lên phát đấy, xe được chuyển động rất tốt các bác nhé. Còn về phần size của chiếc xe là từ tâm trục đạp cho đến khóa yên là size 49, xe này có size là 49 cm, còn ngang giống ngang là từ 2 tâm là 53 52, còn nếu mà tính từ trong lòng ấy là 50, thì đây là 50. Đấy, em vừa chuyển test cái phần chuyển động của chiếc xe Java này, và chiếc xe Java này em xin nhắc lại lần nữa là được trang bị cấu hình khung nhôm toàn bộ,
Mayer đi vòng và đằng trước là được bác chủ cũ là trang bị bánh Mavic, thì cái này lấy từ bên nước ngoài về như nào thì em bán như vậy. Được trang bị cấu hình group là Shimano Sora. Sora thì nó cao cấp khá là nhiều so với Tourlay rồi là Karajit. Đấy thì như các bác biết đạp xe nhiều thì cũng biết rồi. Được trang bị là 9 níp và 2 đĩa tổng cho 18 tốc độ khác nhau. Size là size 49. Chiều ngang là ngang 50, cao 49. Đấy, phù hợp cho các bác cao khoảng tầm trên dưới 1m7. Là đi phù hợp. Và giá bán bên em là xe này em bán là giá 9 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho các bác. Tặng kèm phụ kiện với các bác chuyển hết tiền. Đặt cọc thì em không bao cước. Và bác có quan tâm đến cái chiếc xe này thì nhắn Zalo cho em qua số 0975 709943. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.